Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình này góp nhận 50 tốc cần có ký hiệu là BUSD nha các bạn. Và phần thưởng nhận 3 tốc cần NFT từ một chương trình Sushi King các bạn, từ một dự án trò chơi các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link dưới link, mở cái link form ra dưới video mình mở link form nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow từ kênh Telegram đó các bạn. Tiếp tục các bạn follow từ Twitter nữa nè. Tiếp tục các bạn retweet lên một bài viết skin này nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào. Rồi các bạn nhấp vào thì các bạn vào đây follow nha các bạn. Follow các bạn copy hashtag này rồi các bạn đi like nè các bạn. Các bạn chấp nhận cho tweet tăng hashtag và ba người bạn vào nha các bạn. Các bạn bắt hashtag vào nè các bạn. Rồi các bạn bỏ từ chỗ này các bạn. Rồi anh chờ mình chút xíu các bạn. Đây là một kèo khá là ngon đó bạn. Khoan các bạn chạy xíu nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn tăng ba người bạn mình vào các bạn. À, còn mình. À, còn Goku. À, còn Leju. Rồi các bạn tự quyết lại nha bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong các bạn mới đắp lên nha bạn. Các bạn copy lại cái link tự quyết nha bạn. Các bạn mở địa chỉ tự quyết tơ mình ra lại nha bạn. Rồi các bạn nhấp vào 3 vô gặp bên cùng nha bạn. Nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tự quyết này nha bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết này các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha bạn. Rồi các bạn chạy xíu nha bạn. Bài viết này nè bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi liên này đắp nè. Phải liên này không ta? Setting. Rồi dòng đầu thì các bạn dùng địa chỉ với BUSDT, các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain trên với chocolate nha các bạn. Sau này tôi cần nó về thì nó mã quá các bạn. Các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra, các bạn nhấp vào cách cùng nữa. Và phần các bạn mình dùng địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn. Các bạn sao chép vào nè. Rồi các bạn mới đáp lời. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Follow Twitter. Nó có chương trình giveaway nè. Mình retweet link nào, link này góp này. Retweet link giveaway. Link giveaway thì các bạn vào hồi tham gia giveaway nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại thông tin username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. À, cộng anh 4 số 1 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn. À, cộng MMO của anh. Join group founder follow thì các bạn nhấp vào các bạn. Cái link giveaway này mình sẽ hướng dẫn các bạn sau các bạn. Email, info, email. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào đây các bạn. Các bạn chọn cho nó sàn uswap đi các bạn. BankKKSwap. Chọn sàn BankKKSwap đi các bạn. Các bạn đây mình tích lợi. Chọn sàn chất swap được ta dở ta. Uswap. Phan các bạn mới đáp lời các bạn. Rồi các bạn lựa chọn cái sàn băng cái cây swap thì các bạn like và tôi quyết lại luôn đi các bạn. Bạn test lại luôn. Rồi các bạn mới đáp lời. Cái dòng link form này thì các bạn vuốt cái sàn nào thì các bạn chọn vào sàn đó các bạn. Mình đã vuốt sàn băng cái cây swap thì mình chọn vào băng cái cây swap nè các bạn.
Tiếp tục thì cái dòng địa chỉ email này thì các bạn điền giúp mình là anhnhanquỳnh5991@com.com, các bạn mình có thể giúp bạn điền một các bạn điền email của tất cả các bạn nha. Mà cái dòng inter vô email này thì các bạn điền giúp mình là anhnhanquỳnh5991@com.com các bạn. Tiếp tục thì các bạn click vào phần link này nè, cái link giveaway của nó nha các bạn, nó cũng có một cái link form nữa các bạn. Các bạn làm nhiệm vụ bên đây, đang mình đây copy mình dán vào đây mới được các bạn. Thì cái link giveaway này nó cũng như cái link form hồi nãy các bạn. Thì các bạn nào follow tờ Twitter link kia thì người nào khỏi các bạn, bạn chỉ là người quyết lên link này nè các bạn. Rồi cái link này thì các bạn chỉ việc like nè các bạn. Rồi các bạn copy cái hashtag này các bạn, copy cái hashtag này nè. Rồi các bạn cũng tăng 3 người bạn vào các bạn, chích dẫn cho tôi quýt lên nè, cũng bắt vào các bạn. Cái link này là các bạn đã nhận được 3 tóc cần BNT nè. Ơi NFT chứ. Mình làm video này hơi dài các bạn thông cảm các bạn. Tại vì rồi các bạn xuống đây các bạn tăng 3 người bạn vào các bạn. Anh cộng Minh, anh cộng Goku, anh cộng Lê Du. Rồi các bạn tự quyết lại các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong thì các bạn để mình trở về link form này các bạn. Đường phần thứ hai giúp quay các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ tin từ Wishlink. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ EC20 address nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ chocolate nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ ETH mình nha các bạn. Đây đây mình làm cho các bạn dễ hiểu, nhưng thật ra thì một cái địa chỉ với BNB Smart Chain trên YouTube Collect và một cái địa chỉ với ETH cũng chung một cái địa chỉ nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè, các bạn bắt vào đây nè. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. À cộng MMO của bạn nha các bạn. Tiếp tục bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn, à cộng anh 4 số 1 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên từ Twitter một cái link tweet nha các bạn, thì cái link hồi nãy đó các bạn, thì các bạn mở từ Twitter các bạn ra lại nè. Rồi các bạn nhấp vào ba mở từ Twitter các bạn ra, nhấp vào bao gạch bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Phan các bạn, đây mình lướt xuống mình coi hồi nãy bài nãy với bài này khác sao ta. Rồi các bạn chia sẻ cái bài giveaway này các bạn sao chép lên liên kết lên các bạn. Rồi các bạn mở cái link form này ra nè các bạn, bạn bắt vô đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Enjoy email này thì các bạn điền dưới phần link mô tả mình anhnhanquỳnh5991@com.com rồi bạn bấm gỡ nha các bạn. Sau khi các bạn bấm gỡ, bạn trả lời một cái link đầu tiên của tất cả các bạn, cái link là sau khi King Protocol nhận 50 tập cần BUSDT này các bạn, thì các bạn Twitter mình ra lại nè. Các bạn cũng copy cái bài giveaway NFT của nó nha các bạn. Bài đầu tiên các bạn chia sẻ. Thôi các bạn. Vào hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ lại cái bài này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết lên các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Giveaway link nè. Rồi tiếp tục thì các bạn việc bấm gỡ là xong nha tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 50 tốc cần BUSD và 3 tốc cần NFT. Trên đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.